nước cho nó tỉnh. Dạ. Thả nó xuống. Dạ. Sao? Bây giờ mày có chịu nói cái chỗ cất giấu tài sản đó ở đâu chưa? Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, tôi không biết mà. Mày cũng to gan lắm. Thật không hổ danh là đàn em một thời của Hai Đá. Để tao coi mày to gan tới cỡ nào. Tôi nói thật, khi chúng đến nơi thì tôi thấy thằng Trung Đô đang đánh nhau với thằng Ma Kè. Đợi thằng Ma Kè bị chết, còn đám đàn em thì đánh trọng thương khiến thằng Trung Râu sắp chết. Mày nghĩ là tao tin vô lời nói của mày sao? Anh à, anh phải tin tôi. Nếu như tôi có số tiền đó thì tôi đã trốn sang Campuchia sống cuộc sống sung sướng rồi. Chứ tôi còn ở đây làm gì? Tôi thậm chí còn không có nghề nghiệp. Tôi phải sinh sống bằng đủ thứ gì chứ? Thậm chí tôi phải dài tiền bệnh nhờ của mình để mà làm ăn. Mày lão quỷ! Mày ra mày! Tao biết mày ở lại là để tìm hai đứa con của Trung Rồng. Sau đó mày sẽ nói cho chúng biết chỗ cất giấu số vàng ở đâu, để mày trả lại cái nợ ân tình năm xưa mà cha tụi nó đã cứu mày. Tao nói như vậy có đúng không hả? Có đúng không? Mẹ kiếp! Khi tao ra tù, tao đã kêu bọn đàn em kiếm mày để xử mày. Nhưng khi tao thấy mày vẫn còn ở nhà của Trung Râu là tao biết ngay mày có ý đồ đó. Tao đã tạo cơ hội cho mày tìm hai đứa nhỏ để về đây. Bây giờ thì tao không cần phải chờ đợi nữa. Mày hôn hồn thì hãy khai cái chỗ cất giấu số vàng đó ở đâu. Tao còn nghĩ chút nữa tha mạng sống cho vợ con. Anh định làm gì hả? Họ vô tội mà. Không cần biết chuyện này. Chuyện đó mà không cần phải hỏi. Tự khắc tao biết phải cân nhắc. Sự thật, tôi không giữ số vàng đó. Nếu bạn muốn trả thù chuyện năm xưa thì cứ giết tôi đi. Tôi xin anh, anh đừng có làm hại họ. Họ vô tội mà. Nghĩa khí lắm, anh hùng lắm. Được, để đến khi gặp vợ con mày, tao coi mày ăn nói ra làm sao. Tôi xin anh, tôi xin anh ba. Tôi xin anh, tôi xin anh đó. Treo nó lên. Tôi xin anh. Đại ca, alo. Ông mau thả người ra, bằng không gia đình tôi sẽ báo công an bắt ông đó. Thằng đó là gì của mày? Là anh ơi, ông làm ơn thả chồng tôi ra đi. Bây giờ ông muốn gì tôi cũng chịu hết. Đừng hại chồng tôi mà. Nếu muốn còn sống thì mày cứ chuẩn bị sẵn 500 triệu đi. 30 phút nữa mày liên lạc lại với tao. Nhớ phải báo công an ra. Nếu tao biết được mày nói dối thì mày chỉ nhận được cái xác của chồng thôi. Hiểu chưa? Tôi nghe rõ rồi. Tôi sẽ làm. Đừng hại chồng tôi. Tôi sẽ kiếm tiền mà. Ông ơi, alo. Alo. Thả nó xuống. Dạ. Kể ra thì mày cũng có phúc phần đó chứ. Để tao coi cái mạng mày có đáng giá 500 triệu không. Ha 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 ha
Em à, hay là mình báo chuyện này cho anh Khánh biết đi ha, để mà cái chuyện này giải quyết có hướng tốt hơn. Không được, không được. Trong điện thoại người ta đã nói rõ là không được báo công an. An Khánh cũng là công an, nếu như tụi nó biết được sẽ giết chết chồng em đó chị ơi. Không được đâu. Con nghĩ cô bà nói đúng đó mẹ. Nếu bây giờ báo cho anh An Khánh biết, anh sẽ huy động lực lượng công an tới bao giây. Và nếu bọn chúng làm càng thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng của Dương Ba. Con nghĩ chúng chỉ cần tiền thôi. Bây giờ nếu chúng ta đưa tiền cho chúng thì Dương Ba sẽ được thả. Anh Hai, xin anh, xin anh hãy giúp em lần này đi. Xin anh hãy cứu chồng em. Anh Hai ơi, anh Kỳ, anh Kỳ mà có mệnh hệ nào chắc là em không sống nổi. Anh Hai ơi. Mẹ, mày làm cái gì vậy? Mất mặt quá à. Tụi nó nói vậy thôi chứ dám làm gì ông. Với lại ông ta cũng... Con thôi đi, con bớt nói đi được không? Anh Hai ơi, anh Hai ơi, anh Hai giúp em đi mà. Anh Hai ơi, xin anh hãy cứu chồng em mà. Anh Hai ơi. Ba, con xin ba giúp cô ba đi. Dù gì ông ấy cũng là chồng của cô ba mà. Giúp cô đi anh, cùng tội nghiệp Dưỡng Ba. Dù sao cũng là người trong nhà, Dưỡng Ba có lỗi lầm gì thì để tính sao. Trước tiên là mạng sống phải an toàn. Tội nghiệp, tội nghiệp của ba mà anh. Em đứng lên đi, đừng có làm như vậy. Em đứng lên đi. Mẹ anh ơi, đứng lên đi. Anh không biết là tới khi nào em mới hết khổ vì cái thằng đó nữa. Đại ca, hay là mình thả nó xuống đi, chứ treo vậy á em sợ nó chịu không nổi đâu. Nó chết đó đại ca. Yên tâm đi, 14 năm trước nó thoát chết có nghĩa là mạng của nó rất lớn. Đại ca, hay là mình thả nó xuống đi, chứ treo vậy á em sợ nó chịu không nổi đâu. Nó chết đó đại ca. Mày yên tâm đi, 14 năm trước nó thoát chết có nghĩa là mạng của nó rất lớn. Dạ. Phút rồi mà con vợ nó vẫn im hơi lặng tiếng, chứng tỏ cái màn chó nó cũng tới hồi kết thúc rồi. Rốt cuộc thì ngày tang của mày cũng đã tới, phải không thì bánh? Thả nó xuống. Dạ. Xin anh, mày mừng đi, vì mày sắp được hội ngộ với anh em chí cốt của mày. Tôi đã có tiền, xin ông đừng làm hại chồng tôi. Mày có đủ 500 triệu thiệt chứ? Tôi có đủ 500 triệu thiệt mà. Số tiền này nằm trước mặt tôi nè. Thôi được rồi, mày nghe đây. Trước khi trời sập tối, mày phải đích thân đem tiền tới đây, không được đi cùng với ai. Nhớ là khi lên taxi, mày báo cho tao biết, tao sẽ thông báo lại cho mày. Mọi việc còn lại, tao không cần phải nói lại. Tôi biết rồi, nhưng mà... Alo,
Alo. Bây giờ thì tao tin con vợ mày đã bảo vệ mày rồi đó. Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây. Kiếm cái gì cho nó ăn, tao sẽ quay lại. Dạ, em biết rồi đại ca.